Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Nghệ nhân Nguyễn Văn Dương ở thôn Ngọc Quyết, xã Ngọc Lâm, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, người bảo tồn nghề tạc tượng truyền thống. Làng nghề ở Ninh Bình tạo việc làm cho 50.000 lao động. Hà Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong tích tụ xuống đất. Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nhiều sân chơi, ao bơi dành cho trẻ em trong dịp hè. Lớp học hát chèo truyền thống, sân chơi thiếu nhi bổ ích ở làng Khuốc, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 5 năm gần đây, nhiều hộ dân xã Đình Cao, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên phát triển nghề đan chiếu trúc. Đây là nghề phụ tạo thêm việc làm cho người lao động lúc nhàn rỗi với thu nhập khá. Toàn xã Đình Cao có hơn 20 hộ làm nghề đan chiếu trúc, nhiều gia đình đan chiếu với quy mô lớn như gia đình bà Trần Thị Huệ, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thúy, Doãn Thị Dung. Ưu điểm của nghề này là tận dụng mọi lao động làm tranh thủ vào thời gian rảnh trong ngày. Kỹ thuật tương đối đơn giản, chỉ cần học trong vài ngày là có thể làm ra sản phẩm. Bình quân mỗi lao động thu nhập thêm từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng một tháng. Nguyên liệu chủ yếu là tre luồng được cắt thành các hạt nhỏ. Nhiệm vụ của người thợ là đan các hạt thành sản phẩm hoàn chỉnh. Chiếu trúc ở Đình Cao đã có tiếng từ lâu, mỗi chiếc có giá dao động từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Chủ yếu được tiêu dùng trong tỉnh và bán ở các thành phố Hà Nội, Hải Phòng. Xác định tầm quan trọng của làng nghề truyền thống trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tỉnh Ninh Bình đang từng bước khôi phục và thúc đẩy làng nghề truyền thống phát triển phù hợp với xu thế tiêu dùng thị trường. Hiện toàn tỉnh có 81 làng nghề đã được công nhận làng nghề cấp tỉnh, tạo việc làm cho khoảng 50.000 lao động. Trong các làng nghề truyền thống, lao động phổ thông thu nhập bình quân mỗi tháng đạt từ 4 đến 5 triệu đồng một người. Những thợ có tay nghề cao có mức thu nhập đạt 6 đến 7 triệu đồng một tháng. Hàng năm, thu nhập từ các làng nghề đóng góp từ 35 đến 70% giá trị sản xuất của các địa phương. Bên cạnh đó, với những chính sách ưu tiên đã góp phần đưa giá trị sản xuất của làng nghề không ngừng tăng cao. Để tiếp tục thúc đẩy làng nghề phát triển bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao, Ninh Bình đã và đang triển khai xây dựng quy hoạch phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, bao gồm quy hoạch các làng nghề chế tác đá mỹ nghệ, chế biến cói, nghề thiêu sen, gốm sứ, mây che đan, tam hương, gỗ mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm. Cụ thể, giai đoạn 2011-2020 tập trung hoàn thiện 6 điểm làng nghề phục vụ du lịch với tổng số vốn đầu tư 40 tỷ đồng một làng nghề, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 30%. Đã có từ lâu đời, nhưng mấy năm trở lại đây, mặt hàng gỗ thủ công mỹ nghệ và tạc tượng đang tạo được thương hiệu cho lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp làng nghề của tỉnh Hải Dương, đóng góp tích cực vào việc bảo tồn, duy trì và phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp này. Tuy nhiên, phải kể đến nghệ nhân tạc tượng Nguyễn Văn Dương ở làng nghề Ngọc Quyết, xã Ngọc Lâm, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Dương, người nghệ nhân phải trải qua nhiều năm tháng học tập, rèn luyện tay nghề, không chỉ một sớm một chiều mà đã thành công ngay được. Để chế tác ra sản phẩm tinh xảo, có hồn nét ở đây không phải là hình tượng có sẵn, mà người nghệ nhân phải hun đúc bằng trải nghiệm và bằng thao tác tay nghề điêu luyện trong việc tạo dáng, phối cảnh, họa tiết cho từng sản phẩm, đặc biệt là các pho tượng của mình. Có vậy thì sản phẩm mới đa dạng, tinh xảo và có tính sáng tạo. Những cái đường nét căn bản thì không thể rời bỏ được, nhưng mà sáng tạo ở đây có những cái từ dân gian nó có cái hạn chế về cái tính đa chiều, nhưng mà mình đây thì mình lại làm được thêm rằng là khi đa chiều thì nhìn tất cả các góc độ là pho tượng đó không có cái sự lệch và về cái góc nhìn. Ví dụ như là có những sản phẩm chỉ nhìn được cái trực diện thì thấy nó hợp lý thôi, nhưng mà khi trách nghiêng cái thì 45 độ cái thì đã khác. Những sản phẩm mà nghệ nhân Nguyễn Văn Dương ở làng nghề Ngọc Quyết, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng tạo ra chủ yếu là tượng thờ, Phật thờ, phục vụ các đơn hàng được đặt từ chùa chiền, đền, miếu và các điện thờ. Sản phẩm làm ra giờ không chỉ phục vụ trong nước mà hiện đã và đang vươn ra cả các nước trong khu vực.
Tuy nhiên, để sản phẩm có thể xuất khẩu thì hiện đang còn nhiều khó khăn, hạn chế, không phải không có đơn đặt hàng, mà quan trọng nhất là nhân lực có tay nghề làm ra sản phẩm còn thiếu. Ngoài phục dựng và cung cấp tượng cho các đình, chùa và các cơ sở văn hóa, nghệ nhân Nguyễn Văn Dương còn tích cực truyền nghề cho đội ngũ thợ với mong mỏi đào tạo ra đội ngũ thợ kế cận để tiếp tục gìn giữ nét văn hóa truyền thống và tạo việc làm cho lao động nông thôn. Với những đóng góp tích cực trong hoạt động sản xuất ở ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, nghệ nhân Nguyễn Văn Dương được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là một trong 35 nghệ nhân tiểu thủ công nghiệp của tỉnh. Cuộc khủng hoảng trong ngành chăn nuôi hiện nay vẫn tiếp tục tái diễn, sự bế tắc của ngành nông nghiệp ở cả nước, đó là nghịch lý được mùa thì mất giá. Những cuộc giải cứu sản phẩm nông nghiệp nhằm giảm bớt thiệt hại mỗi lúc một nhiều hơn, nhưng không thể là biện pháp lâu dài. Thực trạng này cho thấy nếu không kiểm soát được quy mô chăn nuôi, bỏ trống, khâu lưu thông cho thương lái tự thao túng, người chăn nuôi và người tiêu dùng luôn nhận phần thiệt thòi, nhưng đáng lo ngại hơn là những hệ lụy sau cơn bão giá trên thị trường chăn nuôi chưa phải là bài học cuối cùng khi gần một nửa sản lượng thịt lợn được sản xuất tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Theo tính toán của giới chuyên môn, giá thành sản xuất thịt lợn ở nước ta cao hơn các nước chăn nuôi tiên tiến khác khoảng 20-25%. Lý do là việc sản xuất ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã cắt khúc quy trình chăn nuôi và qua mỗi công đoạn, giá thành lại tăng lên. Người sản xuất giống chỉ bán giống, người nuôi lo bán thịt. Người cung cấp thuốc thú y hay sản xuất thức ăn gia súc cũng chỉ biết phần việc của mình. Chi phí cho các khâu trung gian khiến giá lợn trên thị trường bị đội lên nhiều lần, chưa kể đến sự lệ thuộc vào thương lái. Nhưng ở xã Yên Thắng, có một nông dân đã thử làm khác. Gia đình ông Tiệp có đến hơn 20 năm gắn bó sống còn với nghề chăn nuôi. Ngay trong cơn bão giá, khi người khác phải đóng cửa chuồng, thì ông Tiệp lại đầu tư thêm 2 tỷ đồng cho khu chuồng trại mới hiện đại hơn, theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Vừa bán thức ăn gia súc, vừa đầu tư sản xuất cả lợn giống, lợn thịt. Ông Tiệp còn vay thêm 2 tỷ đồng nữa, tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi của gia đình với nỗ lực giảm bớt chi phí cho khâu trung gian. Trong cái khâu trung gian tiêu thụ sản phẩm thì nếu mà như giá lợn vừa qua mà ở vùng này thì là người cái khâu trung gian người ta ăn lãi tới 1/3. Cho nên là theo tôi nghĩ là người chăn nuôi phải hợp tác lại với nhau. Đấy. Thành lập một cái chuỗi liên kết từ sản xuất cho đến tiêu thụ. Đấy. Và có cái sự hỗ trợ của chính quyền, của nhà nước. Cần cái sự hỗ trợ về mặt pháp lý. Đấy. Và cái lãi suất vay ngân hàng phải có cái chính sách cụ thể cho cái người chăn nuôi. Đấy. Có cái quy hoạch rõ ràng. Đấy. Và có cái định hướng phát triển cho người chăn nuôi. Những hộ nông dân dày dạn kinh nghiệm và đủ vốn liếng như gia đình ông Tiệp không nhiều. Trong cơn sóng gió thị trường, bài học lớn để người chăn nuôi có thể hạn chế được rủi ro là phải cân đối được ít nhất một nửa nguồn vốn, phòng khi giá cả bấp bênh. Tích tụ ruộng đất được tỉnh Hà Nam xác định là nhiệm vụ hàng đầu trong thời điểm hiện nay. Để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, để tích tụ ruộng đất đạt được thành công, đóng góp không nhỏ là hoạt động của công tác tuyên truyền, đặc biệt là công tác tuyên giáo của Đảng, đã tuyên truyền để thay đổi nhận thức, tuyên truyền để cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện đúng chủ trương đường lối. Những thành công trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của Hà Nam thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống tuyên giáo các cấp. Đây là tiền đề để những cán bộ làm công tác này tiếp tục có những sáng kiến trong việc tuyên truyền chủ trương tích tụ ruộng đất, nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của tỉnh về tích tụ ruộng đất, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng báo cáo viên các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền tích tụ ruộng đất. Từ đó tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, khẳng định tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Tích tụ ruộng đất, xây dựng nông thôn mới là một nội dung quan trọng của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, hè đến là thời điểm nhu cầu bơi lội của trẻ em tăng cao. Tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nhiều ao bơi được cải tạo và các bể bơi tư nhân sẽ là địa điểm vui chơi bổ ích, an toàn cho trẻ em trong dịp hè này.
Ao đình làng Yên Khê, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, những ngày này, các đoàn viên thanh niên đang tập trung cải tạo, mỗi người một việc, vệ sinh lòng hồ, làm lan can bao quanh, cải tạo nước với tổng diện tích mặt nước sử dụng là 1.500 m². Ngoài điểm này, 7 ao bơi tại các xã Đông Kết, Tân Dân, thị trấn Khoái Châu, Phùng Hưng, An Vĩ cũng sẽ được cải tạo phục vụ nhu cầu bơi và dạy bơi cho thanh thiếu niên. Hiện huyện Khoái Châu đang có 3 bể bơi hoạt động hiệu quả, thu hút hàng trăm lượt thanh thiếu niên đến vui chơi, học bơi mỗi ngày. Điển hình như bể bơi trung tâm thị trấn Khoái Châu, bể bơi Biên Thủy, bể bơi Vườn Vải. Tại các địa điểm này, ngoài phục vụ lượng người đến vui chơi, còn tổ chức nhiều lớp học bơi cho trẻ. Trong thời gian tới, hai điểm bể bơi di động do tư nhân xây dựng đặt tại trường tiểu học Đông Kết và xã Đại Hưng sẽ đi vào hoạt động, qua đó giúp trẻ em các địa phương có thêm những sân chơi bổ ích, an toàn trong dịp hè. Tháng 6 này là tròn một năm lớp học hát chèo miễn phí được mở tại làng Khuốc, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Đến với lớp học đặc biệt này, các em thiếu nhi làng Khuốc cũng như là các làng khác lân cận không những có được sân chơi văn hóa bổ ích trong dịp hè mà còn góp phần gìn giữ và phát triển nghệ thuật chèo truyền thống của quê hương. Từ tháng 6 năm ngoái, lớp học được tổ chức trong 3 tháng hè. Khi vào năm học, lớp học diễn ra vào ngày chủ nhật hàng tuần. Mỗi khóa học thu hút từ 25 đến 30 em. Em nhỏ nhất mới học lớp 1, em lớn nhất học lớp 9. Tuy không một đồng thù lao, thậm chí còn bỏ tiền túi ra mua trang phục và công cụ giảng dạy hát chèo, nhưng bà Cao Thị Hồng Bắc vẫn hết lòng với công việc giảng dạy chèo cho thiếu nhi địa phương. Ở nơi chèo truyền thống mà mình làm công tác từ thiện thế này thì rất là nhiều phụ huynh ủng hộ và các cháu rất là ham học, vì là quê hương hát chèo thì các cháu là rất là say sưa, cho nên là các cháu cũng rất là nhiệt tình. Các cháu chưa tự lực được thì nhiều khi phụ huynh về rồi thì bản thân cô và trò, cô lại phải giả trò đến tận nơi. Tạm rời xa ghế nhà trường trong 3 tháng hè, các em thiếu nhi lại tìm thấy niềm vui qua các làn điệu chèo tại lớp học. Tại đây, các em có thể hóa thân vào những nhân vật cổ tích, những nhân vật lịch sử, được hát, được tâm sự, được tụ tập cười vui. Song song với quá trình phát triển đô thị hóa, hiện đại hóa, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nhất là việc bảo vệ, trùng tu, tôn tạo, gìn giữ những di sản văn hóa, di tích lịch sử được người dân địa phương đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đến với thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, người ta thường nhắc tới cây thị gần 600 tuổi trong khuôn viên đền Chờ, thôn Phú Mẫn. Cây thị đã được Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam giám định và công nhận là cây di sản Việt Nam vào năm 2012. Đối với người dân thị trấn Chờ, cây thị là nhân chứng lịch sử của đoạn đường gần 600 năm xây dựng và bảo vệ đất nước. Bởi vậy, cây thị luôn được người dân địa phương cùng chính quyền đặc biệt quan tâm, gìn giữ, bảo vệ. Thực hiện chủ trương thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh, diện mạo huyện Yên Phong liên tục đổi mới với nhiều khu cụm công nghiệp, nhiều dãy nhà cao tầng mọc lên. Giữa những giá trị hiện đại và truyền thống, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ làm nhạt nhòa bản sắc văn hóa, những nét đẹp từ lâu đời. Vấn đề này luôn được ngành văn hóa huyện quan tâm giải quyết. Việc giám sát trùng tu, tôn tạo, tu bổ những di tích lịch sử đã góp phần giữ gìn những giá trị truyền thống, nét đẹp văn hóa cho người dân. Ngoài ra, qua công tác tuyên truyền, nhiều di tích lịch sử được tôn tạo đã được người dân trong và ngoài tỉnh biết tới, là tiền đề để phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng cán bộ đảng viên, thanh niên, những chủ nhân tương lai của đất nước. Thực hiện lời dạy của Người, những năm qua, các thế hệ đoàn viên thanh niên xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên luôn phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của tuổi trẻ, tích cực học tập và rèn luyện theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Hiện nay, xã có trên 200 đoàn viên sinh hoạt ở 9 chi đoàn, trong đó có 6 chi đoàn nông thôn và 3 chi đoàn nhà trường. Để thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, đoàn xã luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên. Ngoài ra, đoàn xã còn thường xuyên triển khai các chương trình phần việc thanh niên làm theo lời Bác, như duy trì tủ sách thanh niên, sổ vàng đoàn viên làm theo lời Bác, dọn dẹp dâng hương tại đền thờ bà Hoàng Thị Loan.
Bên cạnh đó, đoàn xã luôn đồng hành cùng thanh niên trong chương trình Thanh niên khởi nghiệp vươn lên xóa đói giảm nghèo. Các mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên thanh niên xã Hồng Tiến luôn phát triển bền vững, hàng năm cho hiệu quả kinh tế cao, như cơ sở sản xuất đồ gỗ của đoàn viên Đào Văn Long, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 20 lao động, mỗi năm thu lãi hàng tỷ đồng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Chính vì vậy, thời gian qua, các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện cho học sinh, học tập làm theo lời Bác Hồ dạy. Còn các em học sinh thì luôn nỗ lực ra sức học tập và làm các việc tốt phù hợp với lứa tuổi của mình để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Thực hiện triển khai cuộc vận động thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, Liên đội trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đã cụ thể hóa thành những nội dung rèn luyện, phát động sâu rộng tới từng chi đội, triển khai phong trào nghìn việc tốt, giúp các em trở thành những con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt trong ngoan Bác Hồ, đồng thời tạo sân chơi bổ ích để các em vượt qua áp lực, tìm thấy niềm vui trong học tập. Còn Liên đội trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, trong nhiều năm qua luôn phấn đấu thực hiện tốt theo lời Bác dạy và được cụ thể hóa thông qua các phong trào và nội dung học tập tại trường đạt được nhiều thành tích cao. Phát huy sự năng động, tính sáng tạo của đội viên trong học tập, Liên đội trường đã triển khai thực hiện mô hình Bạn giúp bạn, xây dựng phương pháp học tập giúp đỡ bạn cùng tiến bộ. Thời gian tới, mong rằng các liên đội trường học của thành phố Phủ Lý sẽ tiếp tục tổ chức nhiều phong trào để nâng cao hiệu quả chất lượng học tập của đội viên, đồng thời duy trì tốt phong trào nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, phong trào thiếu niên Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định thời gian qua đã xây dựng được đội ngũ nhà giáo ở các cấp học đồng bộ, có phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị, trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành. Các nhà trường bước đầu được đổi mới theo tinh thần phát huy tính năng động, chủ động và tích cực của người học. Giáo viên đã chủ động trong việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy và quản lý, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. 100% đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đều được đào tạo đúng chuyên ngành, có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, thường xuyên được đào tạo bồi dưỡng về quản lý giáo dục, lý luận chính trị và năng lực quản lý, đảm bảo theo chuẩn quy định. Hiện tại, toàn ngành có trên 2.000 cán bộ quản lý các cấp từ cấp học mầm non đến sở giáo dục và đào tạo. Ngày hội hiến máu đợt 1 năm 2017, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình thu được hơn 600 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu của tỉnh giao. Tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2017, huyện Thái Thụy có hơn 800 tình nguyện viên là cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan, đoàn thể chính trị, lực lượng vũ trang của huyện, đại diện các nhà chùa, lãnh đạo chủ chốt và khối đoàn thể, hội chữ thập đỏ các xã thị trấn, cán bộ nhân viên ngành y tế cùng nhân dân đến từ các thôn làng, khu phố. Ngày hội hiến máu huyện Thái Thụy thu hút được 600 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Mới đây, Hội chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí thực hiện chương trình Nồi cháo chữ thập đỏ. Chương trình Nồi cháo chữ thập đỏ tại Bệnh viện Nhi Hải Dương được thực hiện theo sáng kiến của Trung tâm Hoạt động Nhân đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh từ năm 2013. Trực tiếp trao 60 triệu đồng, số tiền mà Mặt trận Tổ quốc phát động kêu gọi ủng hộ từ các nhà tài trợ. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Quang Phúc mong muốn Hội chữ thập đỏ cùng Bệnh viện Nhi tỉnh tiếp tục duy trì thường xuyên đều đặn công khai chất lượng chương trình cho các cháu trong tất cả các ngày. Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các đại biểu đã trực tiếp chia sẻ những bát cháo dinh dưỡng tới các bệnh nhi đang nằm điều trị tại đây. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 02 quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước. Theo quy định này, từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, mức tăng giá mạnh nhất khi người bệnh đến khám chữa bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế có thể cao gấp từ 2 đến 4 lần so với giá hiện tại. Theo thông tư 02 của Bộ Y tế quy định từ ngày 1 tháng 6, các cơ sở y tế sẽ chính thức áp dụng giá viện phí mới của hơn 1.900 dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế. Theo đó, có 3 nhóm dịch vụ dành cho người chưa có thẻ bảo hiểm y tế được điều chỉnh khung giá tối đa là giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe, giá dịch vụ ngày giường điều trị, giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm dành cho các hạng bệnh viện. Trong đó, cả 2 nhóm dịch vụ khám bệnh và dịch vụ ngày giường điều trị đều có mức tăng giá rất mạnh, cao gấp 2 đến 4 lần. Theo quy định, mức giá này sẽ được áp dụng theo lộ trình từ mùng 1 tháng 6 đến cuối năm 2017,
giai đoạn 1 từ mùng 1 tháng 6 đối với các bệnh viện tuyến trung ương, giai đoạn 2, 3, 4 đối với các bệnh viện tuyến dưới. Bắc Ninh là một trong số 30 tỉnh đầu tiên áp dụng quy định này từ mùng 1 tháng 8 năm 2017 sau khi được Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua. Việc Bộ Y tế điều chỉnh giá cho nhóm đối tượng này nhằm tạo sự bình đẳng giữa người có thẻ bảo hiểm y tế và không có thẻ bảo hiểm y tế trong chi trả chi phí cho bệnh viện. Và việc thực hiện thông tư 02 cũng nhằm khuyến khích người chưa có thẻ bảo hiểm y tế tham gia bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi cho các cơ sở y tế trong việc thu và quản lý nguồn thu, các bệnh viện có kinh phí để nâng cao chất lượng khám, chữa trị, phục vụ nhân dân tốt hơn. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.